tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ, vua Hê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ vương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo rộng là đừng trở về lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Ma-thêu trình thuật một đoạn tin mừng có thể được gọi đó là một bức tranh rất sinh động. Những hình ảnh, những màu sắc, những nhịp sống vội vã, tìm kiếm, xôn xao, chia sẻ, tất cả những điều đó đang muốn diễn tả một cái nhịp sống, một cái nhịp đức tin vô cùng sinh động nơi mỗi một người chúng ta. Và nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở cái sinh động bên ngoài, chúng ta thấy chưa hết ý nghĩa mà Thánh Ma-thêu muốn diễn tả. Bởi vì tất cả những điều ấy nó mang tính cách biểu trưng nhiều hơn là chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Thí dụ như trong những ngày vừa qua, gần như mọi nơi trong các nhà thờ, đặc biệt cả ở những nơi trung tâm thương mại, ánh sáng nhiều hơn. Và người ta tận dụng ánh sáng để diễn tả những màu sắc của đêm Noel. Có thể được gọi đó là sắc màu Noel. Thế nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những sắc màu, chúng ta đang sống trong một cái thế giới nó chưa đi vào trong cái hành trình nội tâm. Nó chưa giúp cho mỗi một người chúng ta nhận ra ánh sáng tượng trưng cho những điều thiên hảo mà mỗi một người chúng ta cần phải thắp lên mỗi ngày trong ơn của Thiên Chúa. Nếu như chúng ta ngừng thắp sáng đời mình trong ơn của Thiên Chúa, chúng ta không tiếp tục tỏa sáng cái cuộc đời của chúng ta, hay nói khác đi là chúng ta chưa sẵn sàng bước ra khỏi cái vùng tối gọi là những lỗi lầm, những giới hạn, những thiếu sót, những thói quen xấu, những cách sống không chính đáng ở nơi con người mà chúng ta cần phải loại bỏ, cần phải bước ra khỏi để đi tới cái vùng sáng. Như những gì mà Thánh Gioan diễn tả ngay trong những câu đầu của tin mừng mà Ngài muốn chia sẻ cho mỗi một người chúng ta. Ánh sáng đã đến thế gian, chiếu soi bóng tối, nhưng bóng tối lại không chấp nhận ánh sáng. Bóng tối không đón nhận để tìm kiếm cái luồng sáng là chính Đức Kitô giải chiếu vào trong lòng lịch sử của nhân loại cũng như lịch sử của mỗi một người chúng ta. Cái bức tranh sinh động mà Thánh Ma-thêu diễn tả mời gọi chúng ta nhận ra được rằng hành trình cuộc đời của chúng ta là một hành trình tìm kiếm. Chúng ta nỗ lực tìm kiếm, thí dụ như ngày hôm nay hoặc là một năm qua, tìm tiền, tìm kiếm những điều kiện để tích lũy cho mình tài năng, danh vọng, địa vị, nhiều thứ lắm. Nhưng cái quan trọng hơn hết là chúng ta có tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của mình không?
chúng ta có dành thời gian để khám phá ra Đức Kitô là ánh sáng chiếu soi trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cần phải chìm mình trong ánh sáng đó ngày càng nhiều hơn không? Chúng ta có sẵn sàng sắp xếp thời gian để sống với Chúa như những gì mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto 16 trong dịp lễ an táng của Ngài. Mọi người nhận ra cái sức mạnh của cầu nguyện. Và trong cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, mời gọi mọi thành phần dân Chúa phải thắp sáng đời mình bằng cách cầu nguyện nhiều hơn. Và chỉ khi con người biết dành thời gian tĩnh lặng với Chúa, con người mới tìm kiếm trong mình cái sức mạnh để vươn lên trong cuộc đời của chúng ta. Cái năng lượng là cái điều quan trọng cho mọi người. Ai cũng có lúc cảm thấy mình làm việc mệt quá. Có người không làm việc nhưng mà vì bệnh tật, vì tuổi già sức yếu, vì hoàn cảnh cách này cách kia cũng mệt lắm. Cũng có người mệt bởi vì sống trong cái hoàn cảnh không hòa thuận, yêu thương nhau, mệt lắm. Thế thì chúng ta muốn giải quyết cái mệt đó bằng cách nào? Chúng ta có nhiều cách, nhưng cái sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong cầu nguyện, khi chúng ta nỗ lực tìm kiếm Ngài, là một vương thế giúp chúng ta hoàn lại cái năng lượng đã mất, là một cái bí quyết để chúng ta làm mới cuộc đời của mình trong ánh sáng của tình yêu Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không quan tâm. Ngay cả khi chúng ta đọc kinh, ngay cả khi chúng ta cử hành phụng vụ, những lời kinh nhanh quá, những cử hành phụng vụ nhanh quá, những việc làm đạo đức nhanh quá, những việc dấn thân phục vụ, chia sẻ, bác ái, yêu thương nhanh quá. Theo cái nghĩa là chúng ta chỉ chú ý tới những yếu tố ở bên ngoài, mà không qua đó chìm mình trong ơn sủng, không qua đó phơi mình trong ánh sáng của tình yêu Chúa Kitô, không qua những việc đạo đức, chúng ta tắm mình trong giá trị mà ơn Chúa cứu độ trao ban cho chúng ta. Và chính vì vậy, Đức Tổng Giuse của Tổng Giáo phận chúng ta mời gọi các nhà thờ hãy quan tâm tới những phút giây tinh lặng trong thánh lễ. Và ít nhất cần phải có 3 cái khoảng tinh lặng cần thiết, và tập cho nhau khi bước vào thánh lễ tinh lặng để nhìn về con người của mình, để thấy rằng mình cần ơn của Thiên Chúa. Và khi chúng ta cần ơn của Thiên Chúa, chúng ta mới mở lòng ra để tình yêu của Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta như ánh sáng đẩy lùi bóng đen nào đó ở trong góc sâu trong lòng của mỗi một con người. Sau khi nghe chia sẻ, hãy tĩnh lặng để lời của Chúa bén rễ sâu trong lòng của chúng ta. Nếu không thì ơn của Chúa, lời của Ngài dễ dàng bị trôi từ qua tai này qua tai khác, dễ dàng bị trôi mất đi khi chúng ta đóng lại một cử hành phụng vụ, chấm dứt một khúc giây của tinh lặng của cầu nguyện. Và cứ như vậy, sau khi rước mình Chúa, chúng ta tinh lặng để cảm nhận ơn của Ngài, lương thực thần linh đang biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và có như vậy thì khi trở về với cuộc sống, chúng ta mới đem Chúa đi vào đời của mình, chúng ta mới trải dài tình yêu của Thiên Chúa trên bước đường của mỗi một người chúng ta. Người thì đi học, đem Chúa vào trường học. Người thì đi làm, đem Chúa vào công ty xí nghiệp. Người ra chợ buôn bán, đem Chúa vào trong những mối tương quan làm ăn. Chúng ta tính tiền, nhưng qua đó chúng ta biểu lộ một tình yêu. Chúng ta chọn lựa một giá trị sống, nhưng chúng ta chọn lựa một hành trình để đi tìm kiếm và biểu lộ ơn thiêng của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mỗi một con người. Cái đoạn cuối của Tin Mừng Thánh Matthew diễn tả cho chúng ta thấy một cái giá trị tuyệt vời khi các nhà chiêm tinh đi tìm Chúa, gặp thấy Chúa rồi, được ơn Chúa soi sáng và đi lối khác để về xứ của mình. Đó cũng là một lời biểu tượng để diễn tả rằng mỗi một người chúng ta khi gặp Chúa thực sự rồi, chúng ta sẽ sẵn sàng biến đổi cuộc đời của mình, sẽ sống một cách sống khác hơn. Một cuộc sống có thể nó không giống ai, bởi vì chúng ta không chỉ dựa trên tiền bạc, danh vọng, địa vị, vật chất, mà chúng ta dựa vào tình yêu Chúa. Và khi dựa vào tình yêu Chúa, có thể chúng ta cảm thấy như không giống ai,
Nhưng cái không giống ai đó, nó cho chúng ta thấy một con đường khác. Một con đường khác khi chúng ta gặp gỡ được Chúa Kitô, nguồn của tình yêu, nguồn của ánh sáng, để chúng ta biến đổi cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không chấp nhận biến đổi, chúng ta vẫn cứ sống mãi một cái lối sống cũ, chúng ta vẫn giữ mãi một cái thói quen xấu, chúng ta vẫn dìm mình ở trong vũng lầy của tội lỗi, chúng ta chưa thực sự để cho ân sủng biến đổi cuộc đời của mỗi một con người. Vậy thì nỗ lực tìm kiếm như các nhà chiêm tinh trong bài tin mừng ngày hôm nay, không sợ cho dù ánh sao dẫn đường bị biến mất, không còn thấy để bước đường đời của chúng ta đi. Cũng có thể một lúc nào đó mỗi một người chúng ta cảm thấy tối tăm, mỗi một ngày chúng ta cảm thấy không đủ hy vọng để vươn lên trước những khó khăn đang dìm mình, đang đánh mất phương hướng của mình. Đặc biệt là những người trẻ, nhiều khi không thấy tương lai cuộc đời của mình ở đâu, nhiều khi không thấy mình sống, mình giá trị ở đâu. Hãy tin vào tình yêu của Thiên Chúa, hãy tra vấn đức tin của mình, và hãy để cho tình yêu ấy tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta, để rồi một lúc nào đó ánh sáng của niềm hy vọng tiếp tục tỏa ra trên bước đường đời của con người. Đừng sợ, hãy vững bước đi trên con đường của Chúa. Đừng sợ những bóng đen một lúc nào đó đang bao vây cái tương lai cuộc đời của người trẻ. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa xé rách đi những nỗi lo âu đó. Hãy để cho sức mạnh của Thiên Chúa đưa chúng ta bước lên. Đừng sợ hãi. Và nếu như chúng ta sẵn sàng vượt lên trên sự sợ hãi, chúng ta đang tích lũy cho mình sự can đảm, chúng ta đang tích lũy cho mình năng lượng để chiếu tục chiếu sáng cuộc đời của chúng ta như ánh sáng của tình yêu Chúa mời gọi trong thánh lễ hiển linh hôm nay. Tối hôm qua, các bạn ca đoàn hiển linh chuẩn bị tâm hồn sau khi chuẩn bị nhiều thứ cho ngày lễ mừng bổn mạng của mình. Các bạn kết thúc giờ tĩnh tâm bằng cách chuyển cho nhau cây nến cháy sáng trên tay. Và thực sự khi để cho ánh nến chiếu rọi trong cái vùng của cuộc sống, trong cái không gian của cuộc đời, ta mới cảm nhận được ơn Chúa như thế nào. Và khi sáp của cây nến nó được đặt để trên lòng bàn tay của mỗi người, cảm nhận một hơi ấm, cảm nhận sự cháy tan của nến, ta mới nhận ra được rằng nến muốn sáng thì phải chảy tan cái sáp ong. Nến muốn sáng thì phải chảy tan những gì cần thiết để tiêu hao cuộc đời của nến. Mỗi một người chúng ta cũng thế. Muốn sáng, chúng ta sẵn sàng chấp nhận tiêu hao cuộc đời của mình. Người cha muốn chiếu sáng cuộc đời cho con, cần phải hy sinh cho con, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, để trò chuyện, để chia sẻ với con, chứ không phải chỉ dành để cho con những khoản tiền nhất định. Vợ chồng thương nhau không phải chỉ dành để cho nhau những cái tài khoản cần thiết cho cuộc sống, mà còn nên biết tiêu hao cuộc đời của mình cho nhau, sẵn sàng dành thời gian nhiều hơn nữa để trò chuyện, để đối thoại, để yêu thương, để gặp gỡ, để cảm thông. Cứ như vậy, thiếu vắng hy sinh, đời không sáng. Thiếu vắng hy sinh, gia đình không sáng. Thiếu vắng hy sinh, tình nghĩa vợ chồng sẽ mất dần đi những ý nghĩa của hành trình yêu thương. Thiếu vắng hy sinh, chúng ta không thể nỗ lực để cho tình yêu của Thiên Chúa thắp sáng cuộc đời của mình. Thiếu vắng hy sinh, cộng đoàn không có được sự nỗ lực của yêu thương. Thiếu vắng hy sinh, giáo hội của chúng ta không thể diễn tả được cái sứ vụ đem tình yêu của Thiên Chúa thắp sáng cho cuộc đời. Chúc cho quý ông bà và anh chị em, đặc biệt cho các thành viên của ca đàn hiển linh mừng lễ bổn mạng hôm nay, hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta can đảm hơn, dám sẵn sàng chết đi cho những cái xấu của mình nhiều hơn. Và nhờ những giá trị hy sinh đó, ta thắp sáng cuộc đời của mình một cách rực rỡ hơn như những gì mà Thiên Chúa mời gọi trong ý nghĩa của thánh lễ hôm nay. Phút giây thinh lặng này, xin tình yêu của Thiên Chúa giúp và đánh thức mỗi một người chúng ta, để chúng ta biết cách đón nhận ơn của Thiên Chúa trong cầu nguyện và tỏa sáng cuộc đời của mình trong ánh sáng của tình yêu Giê-xu.